Mến chào toàn thể anh em, rất vui gặp lại anh em. Chào mừng anh em quay trở lại video trên channel LVT Episode. Anh em đã được xem những hình ảnh tại trận Tống Kim 17 giờ ngày Chủ nhật ngày 8 tháng 10 tại server của Công Thành Chiến.us, một server đồ xanh Hoàng Kim môn phái dành cho người đi làm. Trận Tống Kim hiện tại 17 giờ thì mỗi bên đang có góp mặt gần 100 mạng. Và trận Tống Kim này chỉ diễn ra trong vòng 40 phút mà thôi. Tại vì chúng ta già cả rồi nên là chỉ chơi 40 phút mà thôi. Chứ chơi lâu quá là dễ bị tăng sông, tăng huyết áp. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến một acc top 1 Tống Kim, Tèo Đại Ca. Chúng ta thấy là với chỉ số thì đang chênh lệch rất là lớn so với các acc còn lại. Và tỷ lệ chết, tỷ lệ tử vong thì cũng đang rất là cao. Thì liên trạm rất là cao. Thì anh em cùng xem đây là phái gì. Top 2 đó là Cái Bang, top 3 là Thúy Yên, top 4 là Cái Bang, top 5 là Đường Môn, top 6 Đường Môn, top 7 là Ngũ Độc, top 8 thì mình bó tay, top 9 là Cái Bang và top 10 là Ngũ Độc mọi người ạ. Và đố anh em đây top 1 là mình là môn phái gì thì bây giờ anh em cùng chứng kiến nha. Đó là một môn phái mà có lẽ thì với trình độ BK phải được đẳng cấp thượng thừa thì mới được lên top 1 Tống Kim mọi người ạ. Chúng ta đều biết là Đường Môn Cửu Cung Phi Tinh là môn phái đi bộ. Mà phải áp sát thì mới gây ra một sát thương lớn. Chứ mà đánh xa xa thì không phải là sát thương lớn. Phải áp sát đối phương, mà việc áp sát đối phương trong Tống Kim thì rất là khó khăn. Nên bây giờ chúng ta cùng coi set đồ của cao thủ này rồi anh em bình luận phía dưới nha mọi người nha. Cao thủ này đang mang trên mình cây Sâm Hoàng. Cây Sâm Hoàng 39+3, sát thương 57, sát thương 103, tâm nhãn là kỹ năng chứng phái. Quá đẹp không mọi người. Một hit một mạng nữa mọi người ạ. Một hit một mạng nữa. Ghê thật mọi người. Rồi cái áo Sâm Hoàng phục hồi 40, phòng thủ lưới 21, cái áo có vẻ hơi tiết kiệm. Ông nào tạo ra cái áo này hơi tiết kiệm một tí. Đường Môn Ám Khí, cộng 2 cấp. Cái đai lưng Sâm Hoàng, phòng thủ lý Mắc Binh, kỹ năng Đoạn Hùng Tiêu cộng 3 cấp, thời gian làm chậm 47, sinh lực 282, thời gian choáng. Đôi giày Sâm Hoàng luôn. Cửu Cung Phi Tinh cộng 3, tốc độ di chuyển 57 luôn. Tốc độ di chuyển rất là cao. Lên 60 thì đẹp, phòng thủ lý 29. Những cái đôi giày chất lượng thật, kỹ năng 9x cộng 3 kill. Rồi hỗ trợ thêm một kill tích lịch đơn nữa. 1x nữa. Rồi cái nhẫn Thiên Quang, kỹ năng cộng 1. Ngọc bội Sâm Hoàng, như vậy là cao thủ này mang đúng 5 món của Sâm Hoàng nha mọi người nha. 5 món Hoàng Kim môn phái của Sâm Hoàng. Di chuyển 20, 25, 40. Xin được 117. Cái nón lá đẹp trai 25, 40, thâm pháp 20, xin được 154. 25, 40, sinh lực 149. Đồ xanh rất là đẹp, sinh lực rất là cao. Sinh lực 180 luôn, trời cái nhẫn kìa. Nhẫn xanh nhìn ớn ăn thật luôn á. Ở server này chúng ta server BK, lọc đồ thì đồ xanh là miễn phí, ăn ban định quốc cũng miễn phí luôn. Chỉ có Hoàng Kim môn phái thì phải đi hoạt động thì mới có. Hoặc là đi săn bốt, đi đánh Tống Kim, lấy điểm để đổi thì mới có đồ Hoàng Kim môn phái được. Thì anh em nào muốn chơi tại server này và tham gia những trận Tống Kim rất là hấp dẫn này thì anh em truy cập vào trang web là congthanhchien.us để tải game hoặc là tham gia vào nhóm Zalo dưới đây để anh em trò chuyện nha. Rất là hấp dẫn đúng không? Hiện tại đã trên 100 acc rồi mọi người. Nói chung thì tại vì server đi làm nên là đôi lúc thì cứ rảnh thì vào chơi thôi. Anh em nào rảnh thì vào cày điểm bán cho người khác cũng được. Rất là hấp dẫn luôn mọi người. Và có vẻ như là có cao thủ Yuka cũng mới lên top mọi người. Yuka như là cao thủ Thiếu Lâm thì phải. Nói chung này anh em hãy đăng ký kênh của mình để đón theo dõi những video review những cao thủ này cho anh em xem nha. Hugo. Hugo là cao thủ Thúy In. Cao thủ chuyên cày top NPC 158. Hugo là Thúy In Down. Thúy In Down nha mọi người nha. Hero normal không biết phái gì đây. Thì một lần nữa thì cảm ơn anh em rất là nhiều bớt chút thời gian xem video này. Thì anh em nhớ tặng like cho mình nha. Và nhớ đăng ký của mình. Và nếu anh em nào muốn chơi server này thì truy cập trang web là cungthanhchien.us hoặc là tham gia nhóm Zalo để mình hỗ trợ tải game nha mọi người nha. Rồi bye bye anh em. Hẹn anh em ở video review những acc top Tống Kim sau. Rồi bye bye anh em nha.